Thưa quý vị bất chấp cảnh báo liên tục của Bộ Y tế về nguy cơ bùng phát dịch Covid-19 ở mức cao, khuyến cáo không tụ tập đông người. Những hình ảnh đông nghẹt người ở nhiều địa điểm du lịch càng giấy thêm nỗi lo thiếu an toàn trong phòng chống dịch. Thông tin trên trang nhất và trang 2 của báo Thanh Niên. Một trong những địa điểm du lịch đông nghẹt du khách chính là Đà Nẵng, Vũng Tàu, Nha Trang, Sầm Sơn, Bình Thuận, ước tính mỗi địa điểm có hàng nghìn người. Rất đáng quan ngại khi nhiều người dân không đeo khẩu trang, tập trung đông người tại các quán ăn, không giữ khoảng cách nhất định. Chính quyền cùng các lực lượng chức năng mặc dù đã ra quân nhắc nhở nhưng dường như người dân vẫn thở ơ trước dịch bệnh. Cũng trên báo Thanh niên còn có các thông tin đáng chú ý như cần lưu ý gì khi trở lại thành phố Hồ Chí Minh sau nghỉ lễ, Đồng Nai truy tìm 3 người Trung Quốc trốn cách ly. Những người đến từ các địa phương đang thực hiện phong tỏa ở Hà Nam và Hưng Yên khi đến thành phố Hồ Chí Minh phải cách ly tập trung và xét nghiệm theo quy định trong vòng 14 ngày tính từ ngày rời địa phương cụ thể là xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân Hà Nam và ba thôn Hoàng Xá, Hoàng Các, Nại Khê, xã Tiên Tiến, huyện Phù Cử, Hưng Yên. Ngoài ra, thành phố Hồ Chí Minh cũng cách ly tại nhà và xét nghiệm theo quy định đối với người đến từ khu chung xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, Hà Nội. Trong khi đó, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đang khẩn trương truy tìm 3 trường hợp là người Trung Quốc nhập cảnh trái phép đang cách ly tại cơ sở 2, Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Cửu, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu đã trốn cách ly vào khoảng 1 giờ ngày 30 tháng 4. Thủ tướng đã giao Bộ Kế hoạch Đầu tư chủ trì đề xuất việc thành lập tổ công tác đặc biệt của chính phủ để ra soát, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, điểm nghẽn của các dự án đầu tư tại các trung tâm và thành phố lớn. Bài viết chính phủ tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư trên báo Sài Gòn Giải phóng. Trước mắt tập trung nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng chiến lược, kế hoạch, quy hoạch, đặc biệt là hoàn thiện thể chế để tháo gỡ các vướng mắc, xây dựng cơ chế chính sách ưu đãi cho các lĩnh vực ưu tiên, các nhiệm vụ trọng tâm trọng điểm, xây dựng cơ chế khuyến khích phát triển doanh nghiệp, tạo điều kiện thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, có cơ chế bảo vệ và chia sẻ rủi ro với doanh nghiệp, nhà đầu tư khi tham gia các dự án đối tác công tư, đồng thời cũng bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà nước, người dân và doanh nghiệp. Tập trung nghiên cứu về phân cấp, phân quyền quản lý việc thành lập, đầu tư mở rộng khu công nghiệp trong tháng 6 năm 2021. Trong những ngày gần đây, sau khi thông tin sốt đất được đẩy cao, các cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc để kiểm soát. Đến nay, nhiều vùng ngoại thành Hà Nội như là Hoài Đức, Đông Anh, Đan Phượng đã bình yên trở lại khi cơn sốt ảo đất dần hạ nhiệt. Bài viết trên báo lao động số nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Các chuyên gia nhận định hiện tượng sốt đất ảo trong thời gian qua chủ yếu là tự giao dịch dưới hình thức viết tay. Nguyên nhân hiện tượng trên là do nhu cầu đầu tư của người dân tăng cao, trong khi đó dự án chính thức đúng pháp luật được nhà nước công nhận khan hiếm tình trạng sốt ảo bất động sản phần lớn là do nhiễu loạn thông tin khi có thông tin về quy hoạch hạ tầng đô thị ngay lập tức bị giới đầu cơ lợi dụng để tung tin thổi giá do đó biện pháp cần làm là xây dựng được dữ liệu quốc gia về giá đất nhà nước mới kiểm soát và điều tiết được thị trường bất động sản đưa về đúng giá trị thực Thưa quý vị, tháng 5 là tháng công nhân, báo Nhân dân số ra ngày nghỉ lễ có bài viết quan tâm hơn nữa đời sống tinh thần công nhân lao động các khu công nghiệp. Theo khảo sát của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, hầu hết các khu công nghiệp chưa có quy hoạch về xây dựng nhà ở, cơ sở hạ tầng xã hội, thiết chế văn hóa xã hội phục vụ công nhân lao động. Trong khi đó, tổ chức công đoàn lại không đủ khả năng nguồn lực và thẩm quyền để xây dựng các thiết chế văn hóa, để tháo gỡ nút thắt này Nhà nước cần có chính sách đầu tư cơ sở vật chất cho hoạt động văn hóa, nhất là những nơi đông công nhân lao động. Đã đến lúc hệ thống luật pháp cần luật hóa việc doanh nghiệp có nghĩa vụ, trách nhiệm đóng góp kinh phí cùng chính quyền địa phương xây dựng thiết chế văn hóa cho công nhân lao động chứ không thể trông chờ vào sự hảo tâm của doanh nghiệp.